Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết giải thích lý do cười trong đám tang nghệ sĩ Thiên Kim. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cho biết bà và những người có mặt tại đám tang mừng cho nghệ sĩ Thiên Kim vì ra đi trong êm đẹp. Trước đây họ đều là bạn thân nên không việc gì phải đưa ra gương mặt khóc lóc khi đến viếng. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết có mối thâm tình với nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và các nghệ sĩ lớn tuổi tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ. Bà thường đến thăm tặng quà cho các đồng nghiệp không nơi nương tựa vào các dịp lễ Tết. Tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết có mặt từ sớm cùng nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và con trai của nghệ sĩ Thiên Kim ôm lại kỷ niệm. Nghệ sĩ Thái hậu Dương Vân Nga cho biết cuộc sống là vô thường, sống được đến tuổi này là trời kêu ai nấy dạ, không việc gì phải đau buồn. Nghệ sĩ Thiên Kim rất đẹp và chỉnh chu. Khi nhắc lại bài học ngồi thẳng lưng luôn giữ hình ảnh đẹp đẽ trong mắt khán giả của người thầy, cố nghệ sĩ nhân dân Phùng Há, cả Bạch Tuyết và Diệu Hiền đều cười vì nhớ nghề. Khi được hỏi liệu có sợ bị khán giả dị nghị khi cười trong đám tang người khác hay không, bà trả lời: "Xin lỗi khán giả, cho phép tôi giải thích, người dưới 30 tuổi khi mất người đời thường tiếc nên trong cáo phó để là hưởng dương, người 60 tuổi trở lên qua được một đời người gọi là hưởng thọ, còn người ở độ tuổi 80 trở lên gọi là tạ thế." Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền tiếp lời rằng nghệ sĩ Thiên Kim đã 91 tuổi, bà đã hưởng được hào quang, được khán giả nhớ tới qua những vai diễn. Vì thế chúng ta phải mừng vì nghệ sĩ Thiên Kim không bị đau đớn trước lúc ra đi. Như chị Diệu Hiền đã nói, mình phải mừng cho cô vì cô đi rất đẹp. Mình phải mừng cho cô, chuyện buồn khóc ai cũng giả bộ được. Chúng tôi phải sống thật vì là những nghệ sĩ thân thiết với nhau, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết nói thêm. Buổi nói chuyện có mặt con trai của nghệ sĩ Thiên Kim, ông yêu cầu nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết hát một câu tặng mẹ. Sau khi thể hiện một đoạn trong Dạ Cổ Hoài Lan, dòng ca Đời Cô Lựu gửi lời cuối đến nghệ sĩ Thiên Kim: "Chúc chị Kim siêu sanh tịnh độ, chúc chị phù hộ con cháu làm ăn phát đạt, con cháu đoàn tụ." Sáng 22 tháng 2, người thân, đồng nghiệp, bạn bè và hàng trăm khán giả yêu mến nghệ sĩ Thiên Kim đã tập trung tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ thành phố Hồ Chí Minh để tiễn đưa người nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tiếng nhạc buồn của ca khúc Đất Phương Nam, những người tiễn đưa và con cháu của nghệ sĩ Thiên Kim đã cúi đầu, đứng lặng bên linh cữu để nói lời tiễn biệt. Con cháu của nghệ sĩ Thiên Kim tề tựu đông đủ để đón mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chia sẻ với phóng viên, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cho biết, tâm nguyện của nghệ sĩ Thiên Kim là được sống những ngày cuối đời tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ. "Cô chỉ muốn ở Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ do cảm thấy có người quan tâm mình. Tôi đã bàn với gia đình, nếu cô có suy nghĩ như vậy thì chúng ta nên quàng cô tại Viện Dưỡng Lão. Tôi cũng làm theo ý nguyện của gia đình."